Ông bà ta có câu cờ bạc là bác thằng bần, đi răng dạy con cháu phải lánh xa tệ nạn này. Người xưa đúc kết qua hiện thực đời sống, không ai cờ bạc mà có cuộc sống tốt đẹp, chỉ có nghèo khổ, nợ nần. Đúc rút này đúng đến tận ngày nay. Cờ bạc gây hại cho người dân và là nguyên nhân của nhiều tệ nạn và tội phạm khác. Từ thời xưa, triều đình phong kiến có các biện pháp ngăn cấm. Mời quý khán giả của chúng tôi nhìn lại các cách người xưa xử lý nạn cờ bạc. Thời Lê, ngay sau khi đánh đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước và lên ngôi năm 1428, thì sang năm 1429, vua Lê Thái Tổ ban hành chỉ dụ trị tội những kẻ đánh bạc, du thủ, du thực, đàn đúm, chơi bời nhằm động viên nhân dân chăm chỉ làm ăn, tái thiết đất nước. Chỉ dụ có đoạn viết: kẻ nào du thủ, du thực, đánh cờ, đánh bạc thì quan ti và quân dân bắt nộp để trị tội. Đánh bạc thì chặt 5 ngón tay, đánh cờ thì chặt 1 phân ngón tay. Khi nhà Lê ổn định quyền lực, bộ luật Hồng Đức ban hành dưới đời Lê Thánh Tông còn được gọi là Lê Triều Hình Luật hay Quốc Triều Hình Luật. Có điều 188 thuộc chương Vi Chế quy định phạt nặng kẻ tổ chức đánh bạc, dù vậy mức phạt không khắt khe như thời Lê Thái Tổ. Theo điều này, ai tụ tập đánh bạc bị đánh 70 trượng, phạt bạc quan tiền. Người tố cáo vụ việc thì được nhận thưởng. Người đứng đầu hay tái phạm tội đánh bạc thì bị tội thêm một bậc. Người A Tòng thì được giảm tội một bậc. Đến năm Vĩnh Thịnh thứ 13, 1717, đời vua Lê Dụ Tông, vào ngày 21 tháng Giêng, có lẽ do tệ nạn đánh bạc vẫn còn nhiều, lệnh cấm bổ sung năm đó như sau: phàm những kẻ đánh bạc, bất luận là quan, quân hay dân, đều phải phạt tiền hơn kém khác nhau. Phải thu và tiêu hủy hết các văn tự làm giả mạo, phải tịch thu và sung công hết các món tiền đã ăn thua với nhau, rồi trích lấy một nửa số tiền tịch thu được thưởng cho người tố cáo. Năm 1815, bộ luật hoàn thành được ban bố mang tên Hoàng Việt Luật Lệ, còn gọi là Luật Gia Long. Điều luật về tội đánh bạc vẫn quy định như tịch thu tài sản người chủ chứa bạc sung công quỹ, tịch thu toàn bộ số tiền tài sòng. Các con bạc bị phạt 100 roi hay đi phu dịch 3 năm, nộp phạt 10 quan tiền. Các khoản tiền thu về trong và sau vụ đánh bạc được dùng làm phần thưởng cho những người tố giác tội phạm. Người đứng mở nhà chứa bạc tuy không dự vào hạng người đánh bạc cũng xử cùng một tội như người đánh bạc, chỗ nhà đánh bạc ấy cũng sung vào nhà nước. Lịch sử nhà Nguyễn cũng ghi lại các vụ xử đánh bạc tiêu biểu trong bộ Đại Nam Thực Lục. Dưới triều vua Minh Mạng, năm 1828, một đầu mục trại lính là Đỗ Ba Thố phạm tội đánh bạc, lại ép người dưới quyền dây tiền rồi xiết nợ. Vụ việc bị phát giác, đền thổ bị xử khá nặng. Dưới hình phạt gồm cổ, đem bên ngoài cửa trại lính suốt 2 tháng, rồi sau đó đánh 100 trượng và bắt về làm lính ngay tại đó. Cũng vì các người có các thói hư tật xấu, nên khi thấy con trai trưởng là Hồng Bảo ham chơi, mê cờ bạc, không chịu học hành, nên lúc lâm chung, vua Thiệu Trị để di chiếu truyền ngôi cho con thứ là Hồng Nhậm, là vua Tự Đức sau này.